Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boots. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Camito Tứ Linh, mẫu giày mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em trong những ngày qua. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Và trước hết khi đi vào phần chính của video này thì tôi muốn nói với các bạn rằng cái lỗi mà các bạn nhìn thấy ở trên video mà tôi đang show đây, trên đôi giày Camito Tứ Linh này, là nó sẽ xảy ra với tất cả những đôi Tứ Linh. Và chỉ cần đá khoảng tầm 30 phút tới 60 phút là nó sẽ xuất hiện cái vết này luôn. Và hoàn toàn là đôi nào cũng có nha. Xin nhắc lại với các bạn là như vậy. Đây là cái tình trạng chung. Đây là cái lý do mà đôi Tứ Linh phải bán từ 999k mà bây giờ còn 399k giá cho anh em trải nghiệm. Và nếu như anh em muốn sở hữu một mẫu giày có vẻ bề ngoài thực sự là hoàn hảo, không hề có một cái vết rách, vết chóc nào hết, thì có lẽ Camito Tứ Linh không phải là mẫu giày dành cho anh em, bởi vì kiểu gì nó cũng có xảy ra các bạn ạ. Những vết chóc và vết rách này nguyên nhân là từ cái chất liệu của upper. Và vì thế cá nhân tôi cảm thấy rằng là nó sẽ không rách sâu vào trong, làm hỏng cả đôi giày, làm giảm độ bền của đôi giày, mà nó chỉ là khâu thẩm mỹ ở bên ngoài mà thôi. Ví dụ như anh em chơi kiểu Tiempo, hay là anh em chơi được cái đế của con X-Speed X-Ghosted.1, thì thực sự là cái vệt này, nếu như anh em chấp nhận được trên đôi giày này có một cái vết rách, anh em đánh giá cao cái hiệu năng của đôi giày này hơn, thì đây vẫn là một mẫu giày đáng trải nghiệm. Nhiều anh em có hỏi tôi là thế thì những cái vết mà nứt ra này, những cái vết mà bong ra như thế này thì liệu có thể fix bằng keo không? Thì với một số những cái vết bong ở dạng nhẹ thì anh em có thể thấy là nó chỉ bong trên bề mặt, và ở bên keo hai bên này nó vẫn dính rất là tốt nha. Và cá nhân tôi nghĩ là sẽ bôi keo vào làm gì trong khi mà nó không bong hả các bạn? Còn cái vết thứ hai này nữa, đó chính là vết này, nó bong sâu vào trong như các bạn có thể thấy ở đây. Và nhưng mà tôi vẫn không hề nghĩ đến cái tình hình là phải dán keo hay là phải đi khâu đế lại, bởi vì thực sự là keo ở bên dưới nó vẫn dán rất là tốt luôn các bạn ạ. Nó chỉ là bong cái phần upper ở khu vực này ra mà thôi, còn ở bên dưới nó rất là tốt. Và nếu như anh em kiểu cảm thấy là lo lắng về cái việc bong chóc thì cá nhân tôi khuyên rằng là không cần nhá, không cần phải lo gì hết về cái việc là bong chóc keo và độ bền của keo đế của đôi giày này cả, không cần phải lo về vấn đề đấy. Và tôi đánh giá mẫu giày này còn xếp cao hơn cả Camito TA11. Và những lý do tại sao thì tôi sẽ lý giải ngay sau đây. Điểm đầu tiên tôi đánh giá cao ở trên đôi giày này đó chính là cái miếng bọc gót và miếng lót gót ở đây. Thực sự là dày dặn và chắc chắn, tôi xỏ vào thấy khít cả cái gót chân luôn. Thực sự là nó mang đẳng cấp, mang dáng dấp của những cái mẫu giày trên 1 triệu các bạn ạ. Quá sướng luôn với cả cái lót gót như thế này. Thứ hai nữa đó là hình dáng của bộ đế và cấu trúc của bộ đế thì có vẻ là vẫn như TA11 thôi. Nhưng mà thực sự thì khi đi trên chân, tôi cảm thấy mẫu giày này có một cái sự dày dặn hơn, êm hơn và cảm giác bon chân hơn khi chạy các bạn ạ. Thứ ba nữa đó chính là cái form của mẫu giày này. Cá nhân tôi thấy đi ôm hơn là TA11 nha. Ban đầu đi vào nó có bó ở gang bàn chân, nó có bó ở khu vực ngón út, và tôi cần khoảng một trận để có thể thuần khu vực này. Và phải nói sao ta, tổng thể cái form của nó đi sướng hơn là TA11 các bạn ạ. Nó có một cái sự kiểu dày dặn và cái sự giữ form tốt, và cá nhân tôi cảm thấy rằng là như vậy. Nhưng vấn đề ở đôi giày này, cá nhân tôi thấy nó cũng vẫn là về cái form, nhưng mà thực sự thì nó không gây ra cái tình trạng bị bai form, bị mất form quá mức như những đôi dưới 1 triệu khác. Nó vẫn có những cái sự giữ form nhất định, và cá nhân tôi cảm thấy rất là ok với cái việc đó. Dù sao đi nữa thì nó vẫn không giữ được cái tình trạng như khoảng dưới 5 trận. Khoảng tầm trên 5 trận là nó có những cái sự khác biệt về form ra rồi. Nó cũng có sự rộng ra nhưng mà cũng không đến mức là cho tôi cảm thấy bị lỏng chân và phải nhồi tất giày lên. Vẫn chưa có tình trạng đó xảy ra nha. Cá nhân tôi vẫn cảm thấy cái form của đôi Tứ Linh này vẫn khá là ok đấy các bạn ạ. Upper của Tứ Linh cũng tên là K-Fiber Ultra như là TA11, nhưng cảm giác nó khác lắm. Nó có sự dày dặn và bề mặt có sự bóng bẩy để in hình long lân quy phượng lên. Upper này như anh em thấy là sau thời gian sử dụng sẽ có những cái nếp gấp ở khu vực nhón chân chạy, bên cạnh những cái phần chóc xung quanh mép như tôi đã show ở bên trên. Đầu mũi nhìn qua thì có vẻ tưởng phồng mà chân tôi đi lại khít và rất ổn áp nha. Nhưng mà những anh em mu chân mỏng, ngón chân nhỏ hoàn toàn có thể ghi nhận tình trạng phồng mũi. Cảm giác bóng với upper này tôi đánh giá là tốt. Độ mềm và khít của TA11 có thể làm anh em cảm thấy phê, nhưng Tứ Linh sẽ đem lại một kiểu mềm hoàn toàn khác biệt. Nó có sức căng trên bề mặt nên chạm bóng đi bóng tôi đều ưng ý cả. Điểm êm ái và đế duy trì được độ bám sân. Mounting thì có lẽ là khó tránh với anh em có lối chơi quyết liệt lăn xả, nhưng ai mà chơi dưỡng sinh như tôi thì cứ thoải mái đi. Gót khít nhưng không xước, với tôi thì là vậy, cảm giác gót này đỉnh thật sự, và nếu như mang sang TA11 thì có phải là tuyệt vời không? Một điểm nữa tôi thích ở Tứ Linh đó chính là dây giày, vừa mỏng vừa mảnh lại còn dễ kéo nữa. Và điều này nó hơi bị lạ lùng, nhưng mà tôi chơi tầm hơn 5 trận rồi nhưng cảm giác lệch lưỡi gà gần như là không có, cùng lắm là xô dịch nhẹ thôi chứ lưỡi gà không trôi hẳn sang một bên. Tứ Linh khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ vì độ ổn định này. Sút thì cực kỳ thật chân nha, tôi đi Tứ Linh hơi bị mắn bàn thắng luôn, chắc là do cả yếu tố phong thủy nữa. Từ mu, lòng và nhất là chích mũi đều rất là ok anh em ạ. Tứ
Tứ Linh nếu ra mắt đợt này tôi cho rằng không phải là loạt mới đã khắc phục lỗi mà vẫn là loạt cũ thôi. Và có lẽ Kamito sẽ dừng sản xuất Tứ Linh sau đợt này. Vì tôi cho rằng là để in hình được lên upper mà lại còn bền nữa thì giá sẽ vượt quá mức 999k. Và nếu để đánh giá ngon hơn TA11 thì tôi sẽ nói là có. Chơi Tứ Linh xong thì quên luôn TA11 anh em ạ. Thực sự là phê với trải nghiệm như thế. Nhưng nếu để ở tầm giá 999k như vậy thì có lẽ sự lựa chọn của tôi vẫn là thêm tí tiền vào để mua Neo 2 Select IS, X-Cost.3 hay là Speedflow.3 giảm giá. Trên tôi là dài 25,5cm, ngang là 10,5cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Và với đôi này tôi đi size 40 nha, bằng với TA11 và bằng với những đôi hãng Việt Nam khác. Lời khuyên dành cho anh em đó chính là Bata đi size nào thì đôi giày này cũng đi size đó luôn nha. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về Kamito Tứ Linh. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác thôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày Tứ Linh này. Và anh em thấy mẫu giày này như thế nào? Có phải là một mẫu giày đáng trải nghiệm hay không? Hãy comment cho tôi biết với nha. Cá nhân tôi cho rằng là đáng trải nghiệm nếu như anh em chấp nhận được cái lỗi của nó. Và tôi rất hy vọng rằng Kamito ở mẫu giày sau vẫn sẽ tiếp tục phát huy được những cái điểm mạnh ở trên đôi Tứ Linh này và sản xuất ra một mẫu giày ngon hơn nữa. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.